Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến cho các bạn 3 mẫu chân ga làm xe điện. Đây là 3 cái mẫu chân ga chuyên làm xe 3 bánh, 4 bánh và xe dùng cho những người tay bị kém không thể dùng ga được. Thì nó có thể sử dụng cho cả xe đạp điện nữa. Nguyên lý hoạt động thì nó không khác xe tay ga của xe đạp điện là bao nhiêu cả. Nó chỉ khác về cách kết cấu của cái ga để sử dụng thôi. Thì mình làm xe điện mình sẽ bố trí nó làm sao cho nó hợp lý. Thì trong một cái video trước thì mình đã làm về các cái loại ga xăng rồi. Thì hôm nay mình xin làm một cái video về 3 mẫu chân ga dành cho xe điện. Các bạn đón xem. Ở đây thì mẫu đầu tiên là mẫu chân ga để sàn. Mẫu chân ga để sàn ngày xưa thì mình có một cái mẫu bằng sắt. Nó rẻ hơn nhưng mà nhìn nó xấu quá. Lần này mình bỏ và mình không còn làm cái mẫu đấy nữa. Đấy. Thì cái mẫu chân ga sàn này thì nó rất là dễ bố trí thôi. Ở trên thân cái đáy này nó có hai con lỗ ốc đây. Đây một con và ta đặt lên sàn. Bắn nó xuống sàn là xong. Rất là đơn giản. Đây. Và đạp ga này. Rất là nhẹ nhàng. Đây là mẫu chân ga để dưới sàn. Tiếp theo đến là cái mẫu chân ga treo. Tại sao lại gọi là chân ga treo là bởi vì nó không để dưới mà nó phải treo lên trên như thế này và quay ngược xuống dưới để đạp như thế này. Đấy. Hai cái mẫu chân ga treo bên này và bên này đều dùng chân phần treo cả. Thì cái mẫu này thì các bạn làm nó sẽ phù hợp với những cái chân phanh dầu. Mà mình phải dùng chân phanh dầu thì nó cũng treo ở trên. Thì dùng cái này nó sẽ hợp lý. Và nó giống với ô tô. Đấy. Cái chân ga bên này cũng thế. Cũng treo lên, bắn lên trên như này. Và đạp dưới này. Cái này nó làm cần dài, nó so nó rất là khỏe. Cho nên là cảm giác đạp ga nó rất là thật. Và nó rất là chắc chắn. Cái này thì bằng sắt. Cái này thì bằng nhựa. Nhưng mà nó rất là to. Đấy. Rất là to, khỏe. Cho nên là không sợ là hỏng hóc. Ba cái mẫu chân ga này thì thường xuyên được sử dụng làm xe điện chế. Đấy. Thì bên mình đều cung cấp cả. Các bạn có thể tham khảo tại website xedienmotordien.com. Giá của ba cái bộ chân ga này thì các bạn vui lòng xem ở dưới phần mô tả. Bởi vì là mình nói ở trong video này thì giá nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Và sau này có mình cũng không sửa lại được giá. Vì khi đã nói ở trong video thì không sửa lại được giá. Còn mình ghi ở dưới phần mô tả video thì sau này giá nó giảm đi. Thì mình sẽ chỉnh sửa lại được. Vì vậy các bạn vui lòng xem phần mô tả ở phía dưới video hoặc là xem trong website xedienmotordien.com. Giá thì mình đều công khai chứ không phải là giấu giá gì cả. Trong website hay là trong video YouTube thì tất cả các cái video mình đều báo giá hết. Nhưng mà có cái thì báo giá phần mô tả, có cái thì báo giá trong video. Và các bạn nhiều khi xem không hết video cho nên là cứ hỏi không có báo giá hay là không có báo giá thì tất cả mình đều báo giá cả. Thì mọi cái chi tiết liên hệ để đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo số 0983818955. Đặt trong website của mình cũng được. Website của mình là xedienmotordien.com. Đây, cái web của mình đây. Đây, xedienmotordien.com này. Đấy, đều có cả video, Facebook, đều có hết. Lắp đặt cái này thì cũng lắp y như tay ga thôi, không có gì khác cả. Cũng đều có 3 dây cắm, xanh, đen, đỏ. Màu thì cứ tương ứng mà đấu thôi, đỏ với đỏ, đen với đen, xanh với xanh. Và có những cái thì nó màu vàng, thì mình cứ ưu tiên giống màu nhau trước. Đấy, thì cứ giống màu là mình đấu trước. Ví dụ như nó có dây vàng thì mình bỏ qua, nó còn xanh, đỏ,
đen và đỏ thì mình cứ đấu đen đỏ trước, nói chung là ưu tiên giống màu nhau là đấu trước, rất là dễ làm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.